Dạ, Lâm Nguyễn TV xin mến chào ông bà cô bác anh chị em. Lâm xin chúc tất cả ông bà cô bác anh chị em ngày mới tốt lành, thanh tâm an lạc, luôn luôn vui vẻ trẻ đẹp, đặc biệt gặp nhiều may mắn cuộc sống. Thì ông bà cô bác ơi, trở lại khám phá những câu chuyện tâm linh, khám phá những căn nhà quan u ám ma mị, thì Lâm trả lời căn nhà này nè. Lâm ban ngày Lâm đã quay cái kênh chính rồi, thấy một cái dòng tóc trắng, không biết thì hôm nay trở lại có thấy không. Ôi kìa, ông bà các bác thấy ra sao? Làm thấy rất là rõ luôn. Anh xin chào ạ. Xin chào. Không biết dông hay là người ông bà các bác. Mình mới thấy cái phớt ở đây nè ông bà các bác. Rồi mất tiêu rồi không biết. Ủa có xuống dưới đây không ta? Ta xuống dưới đây thử coi. Đâu có thấy gì đâu trời. Như có dòng ở trống không bà các bác ơi. Kìa kìa ông bà các bác, Lâm thấy rồi kìa. Lâm mà vào bên trong rồi. Mình thấy cái bóng trắng ngoài này nè, ông bà bác ở đâu rồi?
vậy thôi. Nó muốn tiêu rồi ta. Rõ ràng là thấy trong đây mà. Tại sao lại không thấy nữa? Vô trong cái vòng cầu này kìa. Đâu có thấy gì đâu ta. Quơ hoài cũng thấy gì đi ra ngoài không mà quá. Hồi như Lâm Lâm xa xa Lâm thấy kìa. Đặt cái máy mình giao tiếp nha. Mà có thấy không? Làm thấy rất là rõ luôn nha. Đó mình lại dò tiếp thử coi. Thì ông bà cô bác ơi, cái dông này là dông một em gái. À, năm nay em mới có còn trẻ luôn mà cô bác, em mới có 17 tuổi rồi. Thì em là một người sống ở nơi khác đó. Thì em là một người
hay bị giống như người ta nói là hành căn đó mà các bác. Em là một người hành căn rất là đẹp, lâu lâu mới bị thôi. Thì một hôm thì em lại đi với gia đình, đi gia đình á, đi lên núi tầm sư để mà giải căn. Thì Lâm không nói là cái vị trí này là cái núi nào nha bà cô bác. Đó, Lâm sẽ giữ bí mật nha. Thì không may thì cũng đi chung với gia đình, gia đình đưa cho kiếm thầy để mà xả căn. Nhưng mà không may đó, em không biết có biết rồi nghe không, không may thì em nó lại đi á, thì lên núi lên cao á, thì em nó lại bị hành căn mà, thì nhảy từ cái bậc lầu ngay chỗ cái vị trí cái khu vực cái ngôi nhà này. Mà cái vị trí nào Lâm không có hỏi rõ, thì bị hành căn khi lên cơn thì em nó lại nhảy xuống và không may té lại mất luôn. Mà trong cái lúc đó thì em nó không phải mặc đồ trắng mà tóc vàng như vậy, em nó tóc cũng vừa thôi. Nhưng mà khi trở thành giống rồi thì em mất cái này cũng khoảng 7 năm, lúc 16 tuổi 7 năm. Thì năm nay em nó 24 tuổi không mà các bác. Năm nay đúng là 24 tuổi luôn. Rất là tội nghiệp, mất rất là linh, đó là cái tuổi 17 tuổi là mất linh. Nhưng mà nhờ em nó là có cái căn, có cái hành căn giống như đi chùa, đi tu, đi cái nọ. Nhưng mà khi mà hành căn lên xác thì giống như kiểu mà có cái gì đó rất là lạ, cho nên em nó mới thể hiện ra, thì mới nhảy như vậy thì nó lại mất. Thì nghe câu chuyện cũng rất là buồn, Lâm cũng rất là đồng cảm. Thì Lâm bây giờ chắc có lẽ là hỏi em nó có đói không, em nó rất là đói, thôi thì Lâm sẽ sắp xếp tìm một cái vị trí nào đó mà đặt cái nghi thức, mình cho em nó được cúng kiến cho em nó ăn. Thì sau khi em nó cúng kiến em được ăn rồi thì bắt đầu Lâm sẽ hỏi tiếp về câu chuyện tiếp theo như thế nào nhưng mà các bác. Bây giờ thì Lâm sẽ tìm một cái vị trí nào đó để mà cho nó thuận lợi để mà mình làm nghi thức cúng cho em nó dùng nhưng mà các bác. Bây giờ thì không nói vòng vòng nhiều nó mất thời gian bà các bác lắm. Bây giờ bắt đầu cúng liền nha, đi tìm cái chỗ nào nha các bác. Mấy cái vị trí nào nó sẽ hay hơn. Nhân bằng các bác ha. Mà tìm cái vị trí nào. Vị trí này được không? Chúc mình sẽ vào trong này không bằng các bác. Ui da. Vào trong nha. Mình thấy có cái vị trí nè, Lâm sẽ đặt cái vị trí này luôn nha. Đặt là Lâm sẽ phóng cái cam gần lại nha mà các bác. Lâm sẽ đặt cái vị trí này nha, Lâm lấy đồ nha mà các bác. Rồi mà các bác ơi, Lâm sẽ đặt ngay vị trí này nha, ngay vị trí này luôn nha mà các bác. Nhưng mà trước khi đặt mình phải tìm cái gì đó mình lao, mình lao cho nó sạch nha mọi người. Cho sạch cái chỗ này nè. Ở đây thì không có chổi, có bọng gì hết trơn, làm sao đây. Dưới đây làm thấy có cái gì vậy? Đây. Được. Con này đây, cái này lao cũng được mọi người. Nó hơi bụi chút xíu. Ủa đây chắc bỏ đó. Chỗ này bỏ rất là lâu rồi cho nên bụi quá. Làm mày lấy cái tấm vải gì ra nó lau cho nó sạch chút xíu.
Nó dơ quá, mà lấy tấm vải mình trải lên đi. Mà có ha. Không biết cái tràm xà ông bà có bác hay không, lại làm lên cái tràm này gần chút xíu nha. Sẽ đóng đây nha, mình sẽ lấy đồ ra cúng nha Phật quá. Có nước nè, lấy từ 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 món ra nha, cơm nè Phật quá. Cái dĩa mình để cho cày, ban ngày thì Lâm gặp em nó rồi. Thì bằng đi mà Lâm mà trả lời thì cố gắng giúp em nói cho em nó nôi nha. Nghe câu chuyện cũng rất là buồn nhưng mà quá. Để cây Lâm sẽ để. Còn không còn gì nữa thì để bằng bên Lâm à. Lấy ống quẹt trong cái ba lô này ra nha mọi người. À, cũng như thường lệ thôi, có cơm nè, có trái cây. Đầu tiên Lâm sẽ để mấy cái ly này lại. Nghe em nó bị như vậy rất là tội nghiệp không bà các bạn. Lâm sẽ để bánh với trái cây ra nha. Trái cây. Cam. Cái này là vàng mã nha, chút mình đốt. À, bánh. Cơm. Tâm sẽ mình sẽ tách cái này ra để mình bỏ đồ ăn nha. Bỏ đồ ăn lên nha mà rồi còn quên đem theo cái ấy để mình cho nó sạch sẽ một xíu. Gì cũng được. Hai miếng sườn. Có nước tương. Bánh là Lâm xé ra nha. Vô. Rồi đem cái muỗng nữa. Rồi mình thắp hương đi.
5 cây hương. Thì mình sẽ làm hai cái đầu đũa, là hai cái đầu đũa mình làm giống như là hai cây nhang này vẫn làm hai đầu đũa được. Vậy đi. Chứ bây giờ quên đem muỗng làm sao lúc này không biết. À, làm cứ quên trước quên sau hoài không mệt quá. Nằm đặt cái máy xa ra nha. À, cái này không biết mà các bạn thấy không? Rồi, Lâm sẽ đặt vị trí này nha. Lột quýt ra nha các bạn. Mình không có muỗng thì đũa thì lấy hai cái chân ngang làm đũa nha. Rồi, mình lột xong rồi. Bắt đầu thôi nha các bạn. Do làm cũng ở nhà, hiện tại ở trên núi. Thì câu chuyện ông bà cô bác cũng nghe Lâm nói rồi đó. Để Lâm hỏi thêm rõ hơn, chứ nếu khi giờ nói thì cũng không biết gì rõ nó nhiều. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thâm Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô các gia chủ chúng linh trong nhà này, đặc biệt là những con gái này sự kiện những bánh trái hôm nay có giúp đỡ được ấm no. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ Lâm sẽ đốt vàng mã nha các bạn. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Như Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô các phán qua cũng như chư vị chư thần. Hãy đi ngu đồng ở viện lên nhận những cái vàng mã này và cho em gái này lên đây nhận những thức ăn để mà em mới được ấm no, và tôi sẽ tìm cách nào đó giúp đỡ cho em nó được tu tập được tốt, được về chùa tu, không phải trở thành những linh đối khác nữa. Nó này mất lâu rồi đó mà. Nó một. Mà kiếm cái cây gì khiều lên. Mình thấy có cái cây này nè. Đâu có cái cây này. Sẽ cố gắng giúp đỡ cho em nói nha bà các bạn. Cháy hết mới lui ra. À, cháy cho cũng hết rồi đó. Làm à, rót nước cái nữa là ra nha bà các bạn. Sẽ lột thêm bánh đó nha. Thì ông bà có bác ơi, Lâm sẽ lui ra cho em mới dùng nha, không nói vòng vòng nhiều mất thời gian lắm. Rồi, Lâm lui ra nha ông bà có bác.
Rồi, ông mời cô bác ơi. Chắc có lẽ nãy giờ thì em nó cũng ra dùng rồi. Giờ Lâm sẽ gom nghi thức đi. Ông mời cô bác ha. Không có gì, Lâm gom nghe ông mời cô bác. Lâm gom mà Lâm đi giao tiếp với em nó có thế nào nha. Tranh thủ lẹ lẹ nha. Hỏi nó coi em nó có ăn no được chưa, có cần giúp gì nữa không. Đơn giản nhanh gọn lẹ nhưng mà ha, hiệu quả cực cao. Để đây luôn. Rồi để đây luôn. Đây luôn. Làm đi xách cái máy đi tìm nó coi nó ở đâu nha bà các bác. Này là mình sẽ để đây, biết đâu tối em nó có dùng nữa không nha. Đi tìm thử coi. Làm mà lấy cái nhang à, ba cái nhang này cắm lên đây nha, cắm lên chiếc quýt này nè. Đó rồi mình để đây nha, ba lô làm để đây luôn đi, lát này làm mới sao. Mình nào quên hỏi tên em nó là tên gì. Bây giờ bắt đầu đi tìm xong rồi hỏi tên nha. Em ơi. Mình để cái ba lô lát mình lấy sao nha mọi người. Bây giờ mình tìm mình giao tiếp với em nó. Không biết em đi đâu. Ôi, em nói kìa ông bà có à. Làm đặt cái máy xuống rồi, lại giao tiếp luôn.
Thì ông bà cô bác ơi, Lâm mới hỏi em nói tên Ngọc. Mất cái này 7 năm rồi ông bà cô bác. Thì mất hơn 7 tuổi nên 7 năm và 24 tuổi, đúng rồi. Thì thấy rất là tội nghiệp và thấy thương. Lâm cũng hứa là em nó hỏi có nước ngọt không, hỏi có nước ngọt không, rồi em nó xin một miếng xà bông gội đầu. Tội nghiệp thương em nó ông bà cô bác ơi. Lâm thấy cảm nhận được là em không có bị hành căn gì cả, thấy rất là bình thường mà ông bà cô bác. Chắc lẽ là chết đó thì nhung linh thì em nó ngộ ra rồi, không có bị hành căn nữa như người thường ông bà cô bác ha, chỉ còn cái vong hồn không. Thì thôi bây giờ Lâm chắc lẽ thì sẽ đi về, Lâm sẽ sắp xếp một cái ngày gần nhất và trở lại sẽ giúp em nó được ấm no cũng như theo yêu cầu, có xì tin, nước ngọt, cơm đầy đủ nhưng mà các bác. Sau khi giúp em nó rồi hỏi em nó có cần gì không, Lâm sẽ giúp tiếp nhé. Mình sẽ cố gắng cho em về chùa tu luôn, ở đây có cái chùa sắc bền. Rồi vậy nghe ông bà các bác, video Lâm sẽ kết thúc tại đây. Nếu ông bà các bác chưa ai đăng ký kênh hãy đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn ông bà rất là nhiều. Giờ tạm biệt, chào ông bà các bác.